Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Z Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện Tiên Tộc Chi Vương tập 108. Tóm tắt nội dung của tập trước. Trong nội dung của tập trước thì chủ yếu nói về Vương Thanh Sơn thành công tiến vào trúc cơ tầng 9, chuẩn bị đi tới Nam Hải để được Vương Trường Sinh hỗ trợ tiến vào kết đan kỳ. Về phần Mạc Thải Vân, sau khi ở Nam Hải 10 năm săn giết yêu thú, vô tình lấy được một truyền thừa. Sau khi do dự có nên đưa truyền thừa cho Vương gia hay không, thì nàng đã quyết định tự bản thân mình đi nắm bắt cơ hội. Sau khi đến nơi mới phát hiện đây là một cái bẫy và phải ăn vào độc dược, làm việc cho tu sĩ tà tu mặc áo bào màu đỏ mới có thể giữ được tính mạng của bản thân. Mời mọi người chúng ta tiếp tục với diễn biến của bộ truyện. Bây giờ trên đảo là ai quản lý? Là Thu Phong, gia chủ phải hắn đến. Vương Trường Sinh gật đầu phân phó, bảo hắn đến chỗ ở của vi phụ một chuyến, cha có chuyện muốn hỏi hắn. Con cùng Triệu Chính cũng đến đi. Vâng, cha. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thiến, Triệu Chính cùng Vương Thu Phong đã đến chỗ ở của Vương Trường Sinh. Vương Thu Phong năm nay 52 tuổi, quen thuộc công việc vặt, trúc cơ tầng 3. Hắn báo cáo chi tiết với Vương Trường Sinh tình huống gia tộc ở hải vực san hô 10 năm. Vương gia ở phường thị Linh Miết mở hai cửa hàng, một cửa hàng con rối, một tiệm thu mua nguyên vật liệu. Tiệm con rối bán ra con rối thú bậc 1, bậc 2. Tiệm thu mua nguyên vật liệu chủ yếu kinh doanh thu mua tài liệu yêu thú. Tài liệu yêu thú thu mua được tạm thời gửi ở phòng kho, bộ phận lấy để luyện chế pháp khí, bộ phận vận chuyển về Đông Hoang bán lại nhỏ mà tiêu thụ mạnh. Vương Thu Phong trái lại muốn mở thêm mấy cái, nhưng điều kiện Nam Hải không cho phép. Thứ nhất, tu sĩ trúc cơ của vương gia quá ít, vận chuyển vật tư chủ yếu dựa vào tu sĩ trúc cơ, mở một lần ít nhất 5-6 tu sĩ trúc cơ áp tải. Thứ hai, Nam Hải buôn bán phồn hoa, cửa hàng cạnh tranh khá kịch liệt, tiền thuê tương đối đắt. Vương Thu Phong chi linh thạch lót đường mới thuê được hai cửa hàng tốt một chút. Thứ ba, sản nghiệp cơ sở của vương gia là con rối thú, số lượng luyện khí sư tương đối nhiều, nhân tài phương diện kỹ thuật khác quá ít, thỏa mãn nhu cầu bản thân không có vấn đề, chuyên môn mở tiệm bán ra thì không cần thiết nữa. Lấy luyện đan làm ví dụ, Nam Hải luyện đan sư bậc 2 chỉ một mình Vương Thu Diệp, hắn có thể thỏa mãn nhu cầu tu sĩ trúc cơ của vương gia đã rất không tệ rồi, căn bản không có dư thừa tinh lực luyện chế lượng lớn đan dược bậc 2 bán ra. Vương Thanh Vân cũng tương tự, nàng có thể luyện chế lá bùa bậc 2 nhưng chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của gia tộc, còn không thể bán ra bên ngoài. Vương Thanh Khải không ngừng phát thêm tu sĩ trúc cơ đi Nam Hải, đặc biệt nhân tài phương diện kỹ thuật. Trước mắt có 5 vị luyện đan sư, 1 luyện đan sư bậc 2, 4 luyện đan sư bậc 1, 8 luyện khí sư, 2 luyện khí sư bậc 2, 6 luyện khí sư bậc 1, 5 chế phù sư, 1 chế phù sư bậc 2, 4 chế phù sư bậc 1. Người làm tốt lắm, làm khó Thanh Khải rồi. Không ngừng phát thêm tu sĩ trúc cơ đi Nam Hải, còn có Thanh Kỳ, trong tộc chỉ hắn có thể luyện chế trúc cơ đan, cần bồi dưỡng thêm mấy luyện đan sư bậc 2 giúp Thanh Kỳ chia sẻ áp lực. Hắn cũng cần tu luyện hoặc ra ngoài rèn luyện. Vương Trường Sinh ấn tượng rất sâu đối với Vương Thanh Kỳ. Lúc trước gia tộc hao phí lượng lớn tài nguyên mời luyện đan sư bậc 2 của Bách Linh Môn Lục Trung dạy cho Vương Thanh Kỳ luyện đan.
Vô Thanh Kỳ bắt đầu làm từ đồng tử luyện đan. Hắn ở phương diện luyện đan có thiên phú nhất định. Lục Trung nhiều lần để hắn ở lại Bách Linh Môn. Vương Thanh Kỳ kiên trì muốn quay trở về gia tộc, đền đáp gia tộc. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, Vương Thanh Kỳ đối chiếu đan phương luyện chế đan dược bậc 2, một mình mò mẫm, trình độ luyện đan tăng lên rất chậm. Sau khi Vương Trường Sinh kết đan, tình huống mới có chuyển biến tốt. Mượn dùng sức ảnh hưởng của tu sĩ kết đan, Vương Thanh Kỳ trao đổi với nhiều vị luyện đan sư. Sau khi gia tộc giàu có lên, cung cấp cho Vương Thanh Kỳ lượng lớn linh dược để luyện chế đan dược, trình độ luyện đan của Vương Thanh Kỳ từng bước được đề cao. Vương Thanh Kỳ sau khi đề cao trình độ luyện đan, dạy hậu bối. Bây giờ luyện đan sư trong tộc đều là Vương Thanh Kỳ dẫn dắt ra. Chính ma đại chiến, nhân yêu đại chiến, Vương gia thu mua được không ít đan phương. Có rất nhiều đan phương là không thể dùng, phải cải tiến. Vương Thanh Kỳ tốn mấy chục năm thời gian cải tiến đan phương. Nói không chút khách khí, Vương Thanh Kỳ bù lại lỗ thủng của Vương gia ở phương diện luyện đan, cũng là người đặt nền móng luyện đan thuật của Vương gia. Nếu Vương Trường Sinh nhớ không lầm, Vương Thanh Kỳ hẳn là còn có một giáp tuổi thọ. Kiều Thúc nói đúng, gia chủ cũng ý thức được vấn đề này, đã lựa chọn vài luyện đan sư bậc 1 thượng phẩm làm đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, giúp bọn họ trúc cơ, hy vọng bọn họ có thể giống như Tư Bá trở thành luyện đan sư bậc 2. Sau khi Vương Thu Phong nói tới Vương Thanh Kỳ, trên mặt tràn đầy kinh ý. Trước kia đan dược bậc 2 chủ yếu mua từ thế lực khác, giá cả đắt đỏ. Bây giờ đan dược bậc 2 thường dùng của Vương Thanh Kỳ đều có thể luyện chế, hàng năm có thể tiết kiệm được một lượng lớn linh thạch. Vương Trường Sinh hài lòng gật đầu phân phó, như vậy tốt nhất, người đi xuống làm việc đi. Vâng, Kiều Thúc. Vương Thu Phong đáp ứng khom người rời khỏi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Triệu Chính cùng Vương Thanh Thiến, dò hỏi tình huống tu luyện của bọn họ. Bọn họ trả lời theo sự thật. Nghe được Vương Thanh Thiến từng bị tà tu tập kích, Vương Trường Sinh có chút lo lắng. Cũng may Nam Bình An vô sự. Xem ra Nam Hải thật đúng là loạn. Đúng rồi, nhị thập nhất thẩm đâu? Thẩm ấy vẫn là trúc cơ tầng 8 sao? Vương Thanh Thiến cười gật đầu nói, vâng, mấy năm nay nhị thập nhất thẩm luôn dẫn đội săn giết yêu thú. Ngày ấy dẫn dắt đội ngũ săn yêu ở một mảnh hải vực này tạo dựng danh tiếng không nhỏ. Triệu Chính, lần sau ra biển săn giết yêu thú, con dẫn đội đi, để nhị thập nhất thẩm ở trên đảo tiềm tu. Thẩm ấy đã tu luyện đến trúc cơ tầng 8, chờ thẩm ấy tiến vào trúc cơ tầng 9 có thể thử trùng kích kết đan kỳ. Triệu Chính có tu vi trúc cơ tầng 7, hắn luôn đi theo Mạc Thải Vân săn giết yêu thú, do hắn dẫn đội cũng không có việc gì. Vâng, nhạc phụ đại nhân. Thanh Thiến, con liên hệ nhị thập nhất thẩm, mời thẩm ấy tới đây một chuyến, ta có lời muốn nói với thẩm ấy. Mặc kệ nói như thế nào, Mạc Thải Vân cũng là trưởng bối. Mấy năm nay nàng dẫn dắt tu sĩ Vương gia săn giết yêu thú, về công về tư, Vương Trường Sinh đều nên gặp nàng một lần, nói vài câu lời lẽ quan tâm. Vương Thanh Thiến gật đầu, lấy ra lá bàn đưa tin liên hệ Mạc Thải Vân, nhưng lá bàn đưa tin chậm chạp chưa có đáp lại. Nhị thập nhất thẩm có thể không rảnh đi, chờ người có rảnh con cùng ngày ấy tới gặp cha. Ừ, các con cũng phải chăm chỉ tu luyện mới được, đặc biệt là Thanh Thiến, đừng quá mức trầm mê khôi lỗi thuật, tu vi mới là căn bản, biết chưa? Vương Trường Sinh lời nói thâm thía dạy bảo. Con biết rồi cha. Nói chuyện chốc lát, Vương Thanh Thiến và Triệu Chính rời khỏi, đi ra khỏi chỗ ở. Vương Trường Sinh tới bên ngoài một thung lũng bị sương mù dày đặc che phủ, lấy la bàn đưa tin đánh một đạo pháp quyết. Trường Nguyệt là ta, mở ra cấm chế để ta tiến vào. Muội biết rồi ca. Sương mù dày đặc màu trắng trong thung lũng quay cuồng một trận, lộ ra một thông đạo. Vương Trường Sinh bước vào. Trước mắt hoa lên, Vương Trường Sinh liền xuất hiện ở trong một khu vườn yên tĩnh. Trong sân trồng một mảnh cây hải đường. Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt
Ngồi ở trong đình đá, bọn họ vây quanh một bé gái 10 tuổi. Trên mặt hai người tràn đầy nét cưng chiều. Bé gái hồng hào, làn da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, mặc váy dài màu hồng, thoạt nhìn chính là hạt giống của mình nhận. Bác, đây là bánh đậu đỏ mẹ cháu làm. Diệp Hải Đường là lần đầu tiên gặp Vương Trường Sinh, nó cũng không sợ người lạ, cầm lấy một miếng bánh đậu đỏ chạy về phía Vương Trường Sinh. Chỉ chớp mắt, Hải Đường cũng đã 10 tuổi rồi, để bác bế một cái nào. Vương Trường Sinh mỉm cười, ngồi xuống, bế Diệp Hải Đường lên. Diệp Hải Đường nhét bánh đậu đỏ vào trong miệng của hắn. Anh vợ, chúc mừng nha, người tiến vào kết đan tầng 4 rồi. Diệp Lâm cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra mạnh mẽ khí tức, cười chúc mừng. Vương Trường Sinh gật đầu, nhìn Vương Trường Nguyệt bụng to, cười hỏi: Trường Nguyệt, muội có thai rồi sao? Đứa nhỏ sẽ không thật sự là tên Diệp Hồng Đậu chứ? Đương nhiên không phải, ca đừng nghe hắn nói bậy. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt nói. Diệp Hải Đường cười ngọt ngào nói: Con cảm thấy tên Diệp Hồng Đậu rất dễ nghe mà, con cũng thích ăn bánh đậu đỏ. Đúng thế, Hải Đường làm tỷ tỷ cũng đồng ý rồi. Nghe con gái bảo bối của ta, nếu muội muội thì tên Diệp Hồng Đậu, con trai thì tên Ngọc Đồng. Diệp Lâm không đồng ý, nghiêm túc nói: Đúng rồi, Hải Đường tu luyện là công pháp gì? Phải cho con bé một môn công pháp tốt mới được. Vương Trường Sinh đột nhiên nghĩ tới cái gì, mở miệng hỏi. Trên người Diệp Hải Đường có linh khí dao động, tự nhiên là người tu tiên, chỉ không biết con bé tu luyện là công pháp gì. Bác, cháu tu luyện là Vạn Trận Chân Quyết. Cha cháu nói là một môn công pháp địa phẩm, chuyên con đường trận pháp tấn công. Bác, công pháp địa phẩm rất lợi hại sao? Diệp Hải Đường chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Tuổi nó khá nhỏ, trừ Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm, chưa từng gặp người khác. Nếu không phải Diệp Lâm nói cho nó bác sắp tới, con bé cũng chưa từng gặp người thứ ba. Nó cũng không biết công pháp địa phẩm ý nghĩa là cái gì. Một quyền công pháp địa phẩm lưu lạc ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn lên một phen gió tanh mưa máu. Diệp Lâm là trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm, công pháp hắn truyền thụ cho Diệp Hải Đường tự nhiên là thiên hướng đạo trận pháp. Về phần công pháp thiên phẩm Cửu U Thiên Huyệt Bảo Điện, cần tài nguyên tu tiên quá mức quý hiếm. Cảnh giới càng cao, tài nguyên tu tiên càng quý hiếm. Vương gia rõ ràng không có tài lực này. Diệp Hải Đường nếu tu luyện Cửu U Thiên Huyền Bảo Điện, Cửu U Tông chỉ sợ sẽ truy tra đến trên người Diệp Hải Đường. Vạn Trận Chân Quyết có thể từ luyện khí tu luyện đến nguyên anh kỳ, lấy trận thành đạo. Diệp Lâm tin tưởng có hắn, vì trận pháp sư bậc 3 thượng phẩm này tự mình truyền thụ trận pháp, thành tựu của Diệp Hải Đường không ở dưới của hắn. Công pháp địa phẩm rất lợi hại rồi, cháu không được nói khắp nơi, biết chưa? Vương Trường Sinh mỉm cười, có chút không yên tâm dặn dò. Cháu biết rồi, mẹ cháu cả ngày nhắc với cháu, sợ cháu quên. Diệp Hải Đường biểu cái miệng nhỏ nhắn thầm oán. Vương Trường Sinh cười ha ha, con bé này chưa từng kiến thức thế giới hiểm ác, nếu không nó sẽ không nói ra loại lời này. Muội phu, tu luyện Vạn Trận Chân Quyết cần tài nguyên tu tiên gì sao? Diệp Lâm lắc đầu nói, Vạn Trận Chân Quyết là một môn công pháp thiên hướng trận đạo, bày trận và phá trận đều có chạm tới. Người tu luyện cần phải có thiên phú trận pháp nhất định mới có thể tu tập, nhưng thiên phú này huyền diệu khó giải thích, không cần tài nguyên tu tiên đặc thù sao? Vậy tu luyện hẳn lên chẳng phải là rất dễ dàng sao? Vương Trường Sinh có chút nghi hoặc. Hắn tu luyện Quy Thủy Chân Kinh, cần thiên địa linh thủy phụ trợ tu luyện. Vương Minh Nhân tu luyện Kim Diệm Bảo Điện, cần linh vật thuộc tính hỏa phụ trợ, ví dụ như linh quả, linh dược thuộc tính hỏa. Hắn theo bản năng cho rằng toàn bộ công pháp địa phẩm đều cần tài nguyên tu tiên đặc thù, không ngờ Vạn Trận Chân Quyết không cần tài nguyên tu tiên đặc thù. Cái này trái lại không phải, hoàn toàn trái ngược. Vạn Trận Chân Quyết tu luyện độ khó so với công pháp Đại Cửu Ca tu luyện còn khó hơn. Lý giải đối với trận pháp không đủ thấu triệt,
không thể tu luyện tiếp. Càng lên cao càng khó. Không chỉ vạn trận chân quyệt, có một số công pháp địa phẩm cũng không cần tài nguyên tu tiên đặc thù. Chú ý ngộ tính. Ví dụ như kiếm đạo, kiếm ý. Thứ này huyền diệu khó giải thích. Có kiếm tu trúc cơ kỳ có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý. Có kiếm tu cả đời cũng không lĩnh ngộ được. Tài nguyên đủ nhiều chỉ có thể khiến người con đường đoạn đầu dễ dàng đi hơn một chút, không đại biểu người có thể đi thông cảnh giới cao nhất. Một phần linh vật kết đan có thể tăng 2 thành tỷ lệ kết đan, không đại biểu dùng 10 phần linh vật kết đan có thể tiến vào kết đan kỳ. Vương Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Diệp Lâm nói rất có đạo lý. Nói chuyện phím chốc lát, Vương Trường Sinh cáo từ rời khỏi. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh phất tay áo, một cây cờ lệnh ô quang lập lòe lơ lửng ở trước mặt của hắn. Hắc giao kỳ, pháp bảo sơ hình, hắn chuẩn bị tăng nó lên làm pháp bảo. Đây là lần đầu tiên Vương Trường Sinh luyện chế pháp bảo, hắn cũng không có nắm chắc nhất định thành công. Hắn bây giờ luyện chế pháp bảo sơ hình xác suất thành công khá cao. Thỉnh giáo Tử Nguyệt tiên tử không ít vấn đề luyện chế pháp bảo, có thể thử luyện chế pháp bảo rồi. Tay áo hắn phất về phía mặt đất, một mảnh lớn tài liệu luyện khí liền xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn mở ra một cái hộp ngọc màu lam, bên trong có một khối tinh thạch màu lam nhạt, tản mát ra một làn thủy linh khí nồng đậm. Ngay tại lúc Vương Trường Sinh muốn luyện chế pháp bảo, một trận tiếng rít dồn dập từ trên người hắn vang lên. Hắn nhíu mày, chỉ có Vương Thành Thiến cùng Diệp Lâm có thể liên hệ được hắn. Bình thường mà nói, không có việc gì lớn, bọn họ là sẽ không chủ động liên hệ Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết. Giọng Vương Thành Thiến thất kinh chợt vang lên. Cha, có việc lớn không ổn. Nhị thập, nhất thẩm đã xảy ra chuyện. Ngày mau ra đây nhìn một cái đi. Bọn con ngay tại bên ngoài chỗ ở của ngài. Được, ta ra ngay đây. Vương Trường Sinh thu hồi tài liệu luyện khí, bước ra ngoài. Rất nhanh, hắn đã gặp được Vương Thành Thiến cùng Mạc Thải Vân. Mạc Thải Vân vẻ mặt hoảng hốt. Ở trên đường trở về, nàng luôn suy nghĩ lại. Nói thật, nàng rất hối hận. Bảo nàng đi lừa gạt tộc nhân Vương gia Tầm Bảo, nàng không làm được. Vương gia đối với nàng cũng không tệ. Hơn nữa, con cái của nàng đều ở Vương gia. Nàng nếu cấu kết tu sĩ tà tu, mưu hại tu sĩ trúc cơ của Vương gia, con cái của nàng khẳng định sẽ xui xẻo. Quan trọng nhất là Mạc Thải Vân căn bản không tin lời tà tu. Nếu có một ngày nàng không thể đưa tới người tu tiên Tầm Bảo, nàng khẳng định sẽ bị giết. Tà tu giết người thành tính, kẻ ngốc mới sẽ đi tin tưởng lời của hắn. Vương Trường Sinh là tu sĩ kết đan, hắn hẳn là quen biết không ít tu sĩ kết đan. Có lẽ có thể giúp Mạc Thải Vân giải trừ cấm chế cùng kịch độc trong cơ thể. Nhị thập nhất thẩm, đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của ngài sao lại kém như vậy? Vương Trường Sinh nhíu mày quan tâm hỏi. Mạc Thải Vân cười khổ một trận, nói: ta vốn tính đi mua một chút đồ, bán đi thứ không cần, đổi một lô tài liệu tu tiên. Khi đi ngang qua một hòn đảo hoang, nghe được tiếng nổ, nhưng chưa nhìn thấy người tu tiên. Dưới sự tò mò, ta liền đi lên đảo tra xét. Ai biết, có một tà tu kết đan kỳ ở trên đảo đặt bẫy, hấp dẫn người tu tiên Tầm Bảo để giết người luyện công. Ta vì sống sót, chủ động tỏ vẻ nguyện ý đưa tới trúc cơ khác cho tà tu. Hắn hạ cấm chế cho ta, cũng để ta ăn vào một loại thuốc độc, cho ta một năm thuốc giải, bảo ta phải ở trong một năm đưa tới nhiều vị tu sĩ trúc cơ để hắn tu luyện tà thuật. Lý do này Mạc Thải Vân đã nghĩ sẵn rồi. Nàng cảm thấy không có sơ hở, nghe qua hợp tình hợp lý. Tà tu kết đan kỳ, giết người luyện công, thật sao? Vương Trường Sinh có chút không tin, ánh mắt tràn ngập hoài nghi. Nghe qua hợp tình hợp lý, nhưng thế này cũng quá khéo rồi nhỉ. Hải Sâm Đảo cách một phường thị gần nhất cùng xa mười mấy vạn dặm. Mạc Thải Vân một mình một người ra ngoài chọn mua tài nguyên tu tiên, bản thân đã có vấn đề. Phải biết rằng giết người đoạt bảo ở Nam Hải là chuyện như cơm bữa, cực ít có tu sĩ trúc cơ
ra ngoài một mình, cơ bản đều là kết đội lui tới. Vương gia cũng không phải không có người. Mạc Thải Vân cần gì ra ngoài một mình? Mạc Thải Vân là trưởng bối, nàng đã không chịu nói thật, Vương Trường Sinh cũng không tiện bức bách nàng. Dù sao Vương Trường Sinh cũng không có chứng cớ. Mạc Thải Vân cắn chết mình vận khí không tốt, Vương Trường Sinh chung quy không thể vô cớ trừng trị nàng chứ. Nhìn từ lời nói của nàng, nàng là người bị hại, nàng vẫn là có lương tâm, chưa dẫn đường cho tu sĩ trúc cơ của Vương gia đến tầm bảo. Hòn đảo kia ở nơi nào? Tên tà tu kia là bảo ngày dẫn đường tu sĩ trúc cơ lên đảo sao? Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát truy hỏi. Mạc Thải Vân nghi ngờ một chút nói, ở hướng tây bắc của Hải Sâm đảo, nửa đường gặp được một đàn yêu cầm, ta tránh né yêu cầm đuổi giết, đi ngang qua đảo hoang đó, lúc này mới bị tà tu bắt lấy. Trường Sinh, xin người xem ở trên phần Minh Giang cứu ta, ta vừa làm tăng tổ mẫu, ta không muốn chết. Nói tới đây, đôi mắt của Mạc Thải Vân đỏ lên, vài giọt nước mắt tràn ra khóe mắt. Nàng không dám nói ra chuyện động phủ tỏa hóa của Thanh Vân tán nhân, như vậy sẽ tỏ ra nàng có tâm tư quá nặng. Vương gia là gia tộc tu tiên, chú ý đoàn kết. Mạc Thải Vân là xuất thân tán tu, tư tâm vốn đã nặng. Nàng phát hiện động phủ tạo hóa của luyện đan sư bậc 3 chưa báo cáo lên, mà là một mình đi lấy bảo vật, kết quả trúng bẫy, là tự làm tự chịu. Nhưng nàng đổi lý do, vậy lại khác, nàng là bị hại, là vô tội. Nếu nàng nói theo sự thật, Vương Trường Sinh chưa chắc sẽ cứu nàng. Vương Trường Sinh nhíu mày, hắn nhìn ra được Mạc Thải Vân đang nói dối. Vị trí đảo hoang đó khá hẻo lánh, đi phường thị căn bản sẽ không đi ngang qua nơi đó, trừ phi cố ý vòng một vòng lớn tránh né yêu cầm tập kích. Đây là câu chuyện buồn cười nhất. Mạc Thải Vân ở hải vực san hô 10 năm, dẫn dắt tộc nhân vương gia săn giết yêu thú, chẳng lẽ nàng không biết mặt biển thường xuyên có yêu cầm lui tới hay sao? Vì sao phải một mình đi phường thị tránh né yêu cầm đi qua hoang đảo sao? Nghe được tiếng nổ, một cái trùng hợp là trùng hợp, nhiều trùng hợp thì không phải là trùng hợp. Nàng bịa ra lời nói dối sơ hở chồng chất. Một mình ra ngoài tránh né yêu cầm lưu lạc đảo hoang, đụng tới tà tu giết người luyện công. Nhìn từ tình huống Mạc Thải Vân khai ra, Vương Trường Sinh đoán Mạc Thải Vân rất có thể là phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ, một mình đi tìm bảo. Nào ngờ được cái gọi là đồng phủ cổ tu sĩ lại là cạm bẫy tà tu bố trí. Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, Mạc Thải Vân là trưởng bối, nàng không chịu nói thật, Vương Trường Sinh chung quy không thể nghiêm hình bức cung đối với nàng. Phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ không báo cáo lên, một mình đi tìm bảo, cái này còn chưa tính, chúng cạm bẫy còn không chịu nói thật với hắn. Vương Trường Sinh thất vọng triệt để đối với Mạc Thải Vân. Vốn tưởng nàng ở vương gia nhiều năm như vậy đã hoàn toàn dung nhập vào vương gia, bây giờ xem ra Mạc Thải Vân chưa dung nhập vương gia, nàng chỉ là bởi vì con cái mới ở lại vương gia. Nàng dù sao cũng là xuất thân tán tu, tán tu tư tâm vốn đã nặng, ai cũng có tư tâm. Vương Trường Sinh có thể hiểu, người phát hiện một bảo tàng có thể có được tài phú thật lớn, người muốn độc chiếm, cái này không có vấn đề. Có thể hiểu, xảy ra chuyện người mới nhớ tới gia tộc, cái này cũng không có việc gì. Nhưng người nói dối hết bài này đến bài khác, coi người khác là kẻ ngốc, Vương Trường Sinh không thể nhìn được. Có chuyện tốt quên gia tộc, xảy ra chuyện tìm gia tộc, còn nói dối hết bài này đến bài khác. Hắn vốn là muốn giúp Mạc Thải Vân kết đan, bây giờ xem ra Mạc Thải Vân căn bản không đáng hắn ra sức bồi dưỡng. Người tư tâm quá nặng, không thích hợp gia tộc. Xem ở trên phần Vương Minh Giang đã mất, Vương Trường Sinh sẽ hết sức giúp Mạc Thải Vân hóa giải cấm chế cùng kịch độc trong cơ thể. Về sau, Mạc Thải Vân cho dù tu luyện đến trúc cơ tầng 9, Vương Trường Sinh cũng sẽ không giúp nàng kết đan. Mạc Thải Vân hoảng loạn, nàng cũng rõ, biết đoạn lời này của mình lừa được Vương Thanh Thiến, chưa chắc lừa nổi Vương Trường Sinh. Chỉ sợ ngay cả Vương Thanh Thiến cũng chưa lừa được,
Chỉ là Vương Thanh Thiến không muốn vạch trần mà thôi. Trong lòng Vương Trường Sinh thở dài một hơi, mở miệng nói: Nhị thập, nhất thập, để ta xem cấm chế. Trong lòng Mạc Hải Vân thở phào nhẹ nhõm một hơi, vươn tay phải vén tay áo. Trên cánh tay phải có hình một con cá mập màu máu. Vương Trường Sinh nhìn kỹ chốc lát, nhìn không ra cấm chế gì. Cái này cũng không kỳ quái, kiến thức của Vương Trường Sinh chủ yếu đến từ điển tịch gia tộc sưu tầm. Trước đó gia tộc quá yếu, căn bản không tiếp xúc đến thứ phương diện này. Diệp Lâm kiến thức rộng, có thể Diệp Lâm nhận ra. Vương Trường Sinh lấy ra một cái vỏ sò màu lam. Một đạo hào quang màu lam từ trên vỏ sò bay ra, bao phủ cánh tay của Mạc Thải Vân. Nhị thập, nhất thẩm, ngày đi về nghỉ ngơi trước đi. Sắp tới đừng chạy lung tung. Thanh Thiến, nhắc nhở tộc nhân, gần đây có tà tu lui tới, bảo bọn họ đừng tự tiện ra ngoài. Mạc Thải Vân cùng Vương Thanh Thiến đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh bước nhanh đi tới chỗ ở của Vương Trường Nguyệt, nói chi tiết một lần tình huống sự việc. Nhị thập, nhất thẩm khẳng định chưa nói thật. Ngày ấy chỉ sợ là phát hiện đồng phủ cổ tu sĩ. Phải biết rằng tán tu là thích nhất tầm bảo, bọn họ ở bên ngoài săn giết yêu thú, càng dễ dàng đụng tới động phủ cổ tu sĩ hơn. Vương Trường Nguyệt khẽ thở dài một hơi, bình tĩnh phân tích. Cần ta hỗ trợ hay không? Ta có thể khiến cô ta nói thật, nhưng không thể thanh trừ ký ức của cô ta. Diệp Lâm mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, thôi, mặc kệ nói như thế nào, cô ấy cũng là trưởng bối. Xem ở trên mặt mũi, nhị thập nhất thúc đã mất, không so đo với cô ấy. Muội phu, người mau xem đây là cấm chế gì, có thể hóa giải hay không. Hắn lấy ra vỏ sò, sau khi rót pháp lực vào, một hào quang màu lam bay ra, hóa thành một tấm gương màu lam, hiện ra cánh tay phải Mạc Thải Vân. Có thể nhìn thấy rõ ràng hình con cá mập màu máu kia. Tù tiền giới các loại cấm thuật ùn ùn, ta không nhận ra cấm chế này. Dù sao ta là lần đầu tiên đến Nam Hải, nhưng nhìn từ tình huống tà tu để nàng dùng thuốc độc, cấm chế này hẳn là không có sức sát thương gì. Ta cảm thấy là dấu ấn nào đó đi. Ở khoảng cách nhất định, kẻ làm phép có thể cảm ứng được vị trí của người bị làm phép. Thuốc độc mới là vấn đề lớn. Cảnh giới của tà tu này hẳn là sẽ không quá cao, nhưng hắn có thể có trợ thủ. Biện pháp đơn giản nhất chính là giết tới tận cửa diệt tà tu. Vương Trường Sinh tiếp tục lắc đầu nói, ai biết tà tu có bao nhiêu tên, ai biết hắn có con bài chưa lật nào hay không, trên đảo có bày ra trận pháp hay không. Hắn dám thả nhị thập nhất thẩm rời khỏi, nói rõ hắn khẳng định có chuẩn bị ở sau. Tiêu diệt tà tu, đây là biện pháp đơn giản nhất. Bằng không, người đi nơi nào tìm luyện đan sư hóa giải thuốc độc đấy? Thu Diễm chỉ là luyện đan sư bậc 2 hạ phẩm, trông cậy vào hắn hóa giải thuốc độc sao? Mời luyện đan sư bậc 3 ra mặt sao? Cần trả giá bao nhiêu? Còn có cấm chế, ta đề nghị diệt trừ tà tu. Nếu như không được, lại tìm người hỗ trợ hóa giải cấm chế. Cấm chế đều có khoảng cách hạn chế. Tu sĩ kết đan, gieo xuống cấm chế hẳn là không mạnh đến đâu. Người có thể đưa nàng đến một nơi an toàn, ta theo ngươi xử lý tà tu. Đừng quên, ta có Kim Nguyệt Linh Động, có thể nhìn thấu đại bộ phận cấm chế trận pháp. Ta có thể đi theo ngươi điều tra tình huống một phen. Nếu là số lượng tà tu quá nhiều, chúng ta lại tìm người tới hỗ trợ. Diệp Lâm chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng hắn có được linh động. Lấy trình độ trận pháp của hắn, vụng trộm lẻn vào một hòn đảo tu sĩ kết đan tỏa chấn không có vấn đề lớn. Vương Trường Sinh cân nhắc một lát đáp ứng. Hắn dần theo Diệp Lâm lặng lẽ rời khỏi Hải Sâm đảo, bay đi đảo hoang theo như lời Mạc Thải Vân kể. Lấy độn tốc kết đan kỳ của hắn, không cần tới nửa tháng đã tới đích. Vì tránh cho rút dây động rừng, Vương Trường Sinh làm phép thả một đám mây màu trắng. Hai người tránh ở trên đám mây, thu liễm pháp lực dao động của mình. Diệp Lâm nhìn về phía đảo hoang, hai mắt sáng lên một mảnh hào quang màu vàng chói mắt. Ở trước mặt Kim Nguyệt Linh Động, trận pháp trên đảo hoang như không có tác dụng, không có bí mật đáng nói. Trên đảo chỉ có một tu sĩ kết đan, không ra ngoài ta dự liệu, tu vi không cao, kết đan tầng 2. Nhưng quanh hòn đảo bố trí trận pháp cảnh cáo.
Một khi có người tới gần, trận pháp sẽ cảnh cáo. Sao huyệt còn có một bộ trận pháp bậc 3 hạ phẩm. Diệp Lâm chậm rãi nói, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lấm tấm. Nhìn ra được hắn cũng không thoải mái. Người xác định thật sự chỉ có một tu sĩ kết đan sao? Chỉ một trận pháp cảnh báo cùng trận pháp bậc 3 sao? Vương Trường Sinh có chút không quá tin tưởng. Tà tu thả Mạc Thải Vân rời khỏi, khẳng định có chỗ dựa. Chẳng lẽ tà tu không sợ tu sĩ cấp cao giết tới cửa sao? Trận pháp cảnh báo là trận pháp bậc 3. Nếu không phải ta có được Kim Nguyệt Linh Động, đội tu sĩ kết đan khác vừa tới gần hòn đảo trong 10 dặm liền bị phát hiện. Tin ta không sai, ta giúp người bài trừ trận pháp, người vùng trộm lèn vào trên hòn đảo giết hắn. Nhưng người cần phải cẩn thận, người này hẳn là tu luyện huyết đạo công pháp, không dễ dàng đối phó. Vương Trường Sinh nhìn về phía Diệp Lâm sắc mặt tái nhợt, cau mày nói, người mượn dùng Kim Nguyệt Linh Đồng thi triển động thuật, nguyên khí tổn thất rất nghiêm trọng sao? Nếu là thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không có vấn đề. Bây giờ sao? Dùng Kim Nguyệt Linh Đồng giúp người bài trừ cấm chế, nhắm chừng phải tổn thất vài năm tuổi thọ. Cũng may là trận pháp bậc 3 hạ phẩm, nếu trận pháp cấp bậc cao hơn, tổn thất tuổi thọ càng nhiều hơn, cung đã bắn ra thì mũi tên không quay đầu lại được. Làm đi. Diệp Lâm vì tra xét tình huống giúp Vương Trường Sinh không tiếc tổn thất mấy năm tuổi thọ, so sánh Mạc Thải Vân liền kém xa. Sau khi việc này chấm dứt, ta sẽ phái người tìm kiếm linh dược bổ khí huyết giúp người điều dưỡng thân thể. Vương Trường Sinh trịnh trọng hứa hẹn. Diệp Lâm cười cười gật đầu. Bọn họ thu liễm khí tức, đám mây màu trắng chậm rãi hạ xuống, ngừng lại cách mặt biển mười mấy trượng. Vương Trường Sinh buông ra thần thức tra xét rõ ràng, cũng chưa có bất cứ phát hiện gì. Bộ trận pháp cảnh báo này quả nhiên huyền diệu, cũng may có Diệp Lâm hỗ trợ. Hai mắt Diệp Lâm tỏa sáng, bắn ra hai luồng hào quang màu vàng to bằng cánh tay, đánh vào khoảng không. Hư không nổi lên một gợn sóng, chậm rãi xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ thủng nhanh chóng mở rộng đến mấy trượng. Vương Trường Sinh dần theo Diệp Lâm bay vào, lỗ thủng nhanh chóng khép lại. Không có bao lâu, bọn họ dừng ở bên ngoài một thung lũng. Lá bùa phòng ngự bậc 3 này ngươi nhận lấy, nếu có nguy hiểm ngươi có thể đi trước. Nhờ đâu ta không về được, ngươi dần theo đám người Trường Nguyệt quay về Đồng Hoàng. Vương Trường Sinh lấy ra một lá bùa màu lam nhạt đưa cho Diệp Lâm. Hắn lúc trước đấu giá được 3 lá bùa phòng ngự bậc 3 trung phẩm cho Uông Như Yên 1 tấm, bây giờ lại cho Diệp Lâm 1 tấm, còn lại 1 tấm. Nói thật, trong lòng Vương Trường Sinh cũng không có nắm chắc quá lớn. Ai biết đối phương có con bài chưa lật hay không? Xem ở trên mặt mũi của Vương Minh Giang, hắn liền mạo hiểm một lần. Nếu con bài chưa lật ra hết, hắn hẳn là có thể tiêu diệt đối phương. Trong một năm, Mạc Thải Vân nếu không đạt được thuốc giải, nàng sẽ độc phát mất mạng. Còn có cấm chế, biện pháp giải quyết đơn giản nhất chính là giết chết tên tà tu kia. Diệp Lâm gật đầu nhận lấy lá bùa. Bọn họ cùng nhau đi về phía thung lũng. Không qua bao lâu, bọn họ bước vào hang núi theo như lời Mạc Thải Vân. Bọn họ mới vừa đi vào hang núi, mặt đất chợt toát ra một mảnh lớn sương mù màu máu, làm cho người ta ngửi là muốn nôn. Bổn tòa nói là ai dám quấy nhiều bổn tòa thành tu? Thì ra là tu sĩ kết đan. Vừa đúng lúc, mượn tinh huyết người dùng một chút, giúp bổn tòa tu luyện đi. Một giọng nam tử tràn ngập sát ý chợt vang lên. Vừa dứt lời, tiếng quỷ khóc sói tru nổ vang, vô số sương mù màu máu người là buồn nôn từ lòng đất toát ra. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hoa mắt. Chợt xuất hiện ở một trong không gian màu máu, lệ quỷ màu máu rầm rạp từ bốn phương tám hướng ập tới, một bộ dáng muốn mang bọn họ xé nát thành mảnh vụn. Hắn ở ngay phía trước người 300 bước, ta giúp người phá trận pháp, người mau chóng giết chết hắn. Tiếng Diệp Lâm vang lên ở bên tai Vương Trường Sinh. Hai cột sáng màu vàng chói mắt từ đôi mắt Diệp Lâm bay ra, đánh ở góc nào đó. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, lệ quỷ biến mất toàn bộ. Góc dưới bên phải hang đá có một cái hố to mấy trượng, có thể rõ ràng nhìn thấy trong cái hố lớn có một trận bàn màu máu to bằng cối xay. Diệp Lâm mặt không còn màu máu, khí tức uể oải.
một bộ dáng nguyên khí tổn thương to lớn. Nơi cách Vương Trường Sinh mười mấy trượng, một nam tử áo bào màu máu đang đứng đó. Hắn trợn mắt há hốc mồm, dưới chân có một mảnh lớn mảnh vỡ màu máu, xem ra là trận bàn. Hắn hoàn toàn không thể ngờ được đối phương một lần thôi đã hủy diệt mắt trận của trận pháp. Vương Trường Sinh lấy ra Như Ý Huyền Ngọc Côn, sau khi rót pháp lực vào, Như Ý Huyền Ngọc Côn bừng sáng, lấy thế san núi lật biển, đánh về phía nam tử áo bào màu máu. Như Ý Huyền Ngọc Côn chưa hạ xuống, một mảnh lớn tia chớp màu lam đã bắn ra, đánh về phía nam tử áo bào màu máu. Nam tử áo bào màu máu phản ứng cũng không chậm, hất tay áo, một luồng hào quang màu máu bắn ra, chợt mơ hồ hóa thành một tấm khiên màu máu cao hơn một người, che ở trước người. Mặt ngoài tấm khiên màu máu có hình một con cá mập dữ tợn. Cá mập màu máu há mồm, lộ ra một bộ dáng ăn thịt người. Tia chớp màu lam đánh lên tấm khiên màu máu, một mảnh lớn hồ quang màu lam che kín tấm khiên màu máu. Ngay sau đó, một cái bóng màu máu từ bên trong hồ quang màu lam bay ra. Rõ ràng là một con cá mập màu máu sống động như thật. Cá mập màu máu dài 5-6 trượng, hàm răng sắc bén, làm cho người ta nhìn mà sinh ra tâm lý sợ hãi. Cá mập màu máu chưa tới gần người, một mùi máu tươi làm cho người ta ngửi mà buồn nôn ập vào mặt. Vương Trường Sinh ngửi được mùi máu tươi, thế mà có chút váng đầu hoa mắt. Cũng may hắn nhanh chóng khôi phục bình thường. Hắn lấy ra là Hàn Vân Bình, bắt pháp quyết, vô số khí lạnh màu trắng bay ra, hóa thành một tấm lưới băng màu trắng lớn hơn 10 trượng, bao phủ về phía cá mập màu máu. Cá mập màu máu dễ dàng hút vỡ tấm lưới băng màu trắng, nhưng khí lạnh tấm lưới băng mang theo khiến cho tốc độ của nó chậm lại. Hàn Vân Bình bừng sáng, phun ra một cột sáng màu trắng thô to, loay lên đánh ở trên thân của cá mập màu máu. Cá mập màu máu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành một bức tượng băng. Trong mắt của Vương Trường Sinh loay lên sự tàn khốc. Như Ý Huyền Ngọc Côn trong tay muốn đập vỡ nát bức tượng băng. Năm luồng hào quang màu máu từ sau lưng cá mập màu máu bay ra, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh đến. Thế mà lại là năm cái bánh xe hào quang màu máu lưu chuyển không ngừng. Mặt ngoài mỗi cái bánh xe đều khắc hình một con cá mập màu máu. Vương Trường Sinh cần chiếu cố Diệp Lâm, không dám sơ ý, hất cổ tay, tầng tầng bóng côn bay ra, đánh chuẩn xác ở trên năm cái bánh xe màu máu. Một trận tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, năm cái bánh xe màu máu bay ngược đi. Bức tượng băng toát ra một mảnh lớn lửa màu máu, tầng băng hòa tan, hiện ra bóng dáng cá mập màu máu. Một tiếng hót vang lên, một con chim ưng tuyết màu trắng to hơn 10 trượng lao tới, lao về phía con cá mập màu máu. Cá mập màu máu muốn tránh ra, một con giao long cát màu vàng hình thể thật lớn lao tới. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, giao long cát màu vàng hóa thành một mảnh lớn hạt cát màu vàng, đánh lên trên thân cá mập màu máu. Vang lên một đợt tiếng đậu rang trầm đục, hạt cát màu vàng xoay vù vù, hóa thành một tấm lưới khổng lồ màu vàng che kín cá mập màu máu. Nhân cơ hội này, chim ưng tuyết màu trắng lao tới, đánh lên trên thân cá mập, hóa thành một mảnh lớn khí lạnh màu trắng bao phủ cá mập. Ngoài thân cá mập màu máu nhanh chóng kết băng, biến thành tượng băng. Hư không phía trên tượng băng vặn vẹo một trận, hiện ra một vòng xoáy màu lam. Một bàn tay khổng lồ màu lam từ trong bay ra, vỗ lên tượng băng. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, tầng băng vỡ vụn ra. Ngoài thân cá mập màu máu chồng chất vết thương rơi trên mặt đất. Một cây côn sắt tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trên trời giáng xuống, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hùng hăng nện ở trên thân cá mập. Đất rung núi chuyển, một làn sóng khí mạnh mẽ thổi quét ra bốn phía. Cá mập màu máu hóa thành nhiều đốm sáng màu máu tán loạn biến mất. Cá mập màu máu mặt ngoài tấm khiên màu máu biến mất, linh quang của tấm khiên ảm đạm đi. Một luồng hào quang màu máu bay vút tới, nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh. Trong lòng Vương Trường Sinh thầm kêu không ổn. Hào quang màu máu chợt nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời màu máu đường kính hơn 10 trượng bao phủ bóng người của hắn. Một trận tiếng xé gió chói tai vang lên,
Một mũi tên màu máu dài 3 thước bắn nhanh mà đến, như tia chớp nhập vào trong tầng mặt trời màu máu. Linh thuật huyết nguyệt diệt linh tiện. Cùng lúc đó, 5 cái bánh xe màu máu bừng sáng, hóa thành 5 luồng hào quang màu máu bay về phía mặt trời màu máu. Tiếng vang trầm đục truyền ra, nhưng công kích này tựa như là bị chặn. Bên trong mặt trời màu máu sáng lên hào quang màu lam chói mắt. Mặt trời màu máu tan đi, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Trên người Vương Trường Sinh mặc một bộ giáp màu lam, giáp giống như là dùng những tấm vảy tạo thành, rõ ràng là linh thuật phòng ngự quy lân thuật. Nam tử áo bào màu máu nhìn thấy Vương Trường Sinh bình yên vô sự có chút bất ngờ. Linh thuật phòng ngự. Nam tử áo bào màu máu có chút kinh ngạc, ánh mắt tràn ngập biểu cảm tham lam. Một môn linh thuật phòng ngự giá trị vượt xa một món pháp bảo phòng ngự, nhưng có linh thuật phòng ngự bảo hộ, thủ đoạn bình thường không giết được Vương Trường Sinh. Hắn bắt pháp quyết, ngoài thân toát ra hào quang màu máu chói mắt. Một tiếng rống quái dị vang lên, một cái đầu cá mập từ trong cơ thể của hắn chui ra. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không để nam tử áo bào màu máu như nguyện. Một con giao long cát màu vàng cùng một con chim ưng tuyết màu trắng lao về phía nam tử áo bào màu máu. Nam tử áo bào màu máu khẽ hừ một tiếng. 5 cái bánh xe màu máu nhất thời bừng sáng lên hào quang màu máu, hóa thành 5 con cá mập màu máu hình thể thật lớn, lao về phía giao long cát màu vàng cùng chim ưng tuyết màu trắng. Ngoài thân hắn bừng lên hào quang màu máu, nửa con cá mập màu máu từ trong cơ thể của hắn chui ra. Cá mập màu máu trông rất sống động, hai mắt chuyển động không thôi, giống như thực thể. Phong yêu đại pháp, loại công pháp này thật ra rất ít người tu luyện. Người không sợ bị yêu vật cắn trả sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Nam tử áo bào màu máu theo ngọn nguồn thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Diệp Lâm, một tu sĩ trúc cơ, hiểu biết quả thật không ít. Người... Nam tử áo bào màu máu còn chưa nói xong, hai mắt Diệp Lâm nhất thời bừng lên hào quang màu vàng. Nam tử áo bào màu máu chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, mình chợt xuất hiện ở trong một thung lũng chim hót hòa thơm. Không ổn, đồng thuật. Một cây côn lớn màu lam tràn ngập lượng lớn hồ quang màu lam từ trên trời giáng xuống, đập về phía nam tử áo bào màu máu. Áo bào máu trên người nam tử áo bào màu máu bừng sáng, vô số phù văn màu máu từ trên áo bào bay ra, hóa thành một màn hào quang màu máu dày đặc bao phủ toàn thân của hắn. Cây côn sắt màu lam nện ở trên màn hào quang màu máu, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên sự tàn khốc, ngoài thân toát ra vô số hồ quang màu lam, ở trên không vồ một phát về phía nam tử áo bào màu máu. Hào quang màu lam chợt lóe, một bàn tay khổng lồ màu lam lớn mấy trượng chợt xuất hiện ở đỉnh đầu của nam tử áo bào màu máu, nhanh chóng vồ xuống. Nam tử áo bào màu máu lộ vẻ mặt dữ tợn, há mồm phun ra một luồng hào quang màu máu, rõ ràng là một mũi tên màu máu dài 3 thước, khác với trước đó là một tầng lửa màu máu bám vào mặt ngoài của mũi tên màu máu, tản mát ra một luồng nhiệt độ cao kinh khủng. Huyết sát chân diệp, bí thuật công pháp huyết sát chân ma công kèm theo mà hắn tu luyện, có thể dễ dàng làm dơ bẩn pháp bảo. Một tiếng nổ vang lên, màn hào quang màu máu tan vỡ, bàn tay khổng lồ màu lam vỗ trên thân của nam tử, hét thảm một tiếng, nam tử biến thành một mảnh lớn mưa máu, ngay cả tinh hồn cũng bị đánh cho vỡ nát. Một đòn chu linh trưởng này, Vương Trường Sinh đã sử dụng 5 phần pháp lực, uy lực tự nhiên lớn. Lúc này mũi tên màu máu cũng đã đến trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh cảm nhận được khí thế của mũi tên màu máu, biến sắc, hắn vội vàng bóp nát một lá bùa màu lam trên tay, hóa thành một màn hào quang màu lam bao phủ hắn ở bên trong. Mặt ngoài màn hào quang màu lam có hình một con cá chép màu lam. Mũi tên màu máu đánh ở trên màn hào quang màu lam, cá chép màu lam mặt ngoài màn hào quang phát ra một tiếng kêu thê thảm, chia 5 x 7. Một đòn trước khi chết của nam tử áo bào màu máu, uy lực tự nhiên rất lớn. Mũi tên màu máu đánh ở trên người Vương Trường Sinh, áo giáp trên người hắn xuất hiện một vài vết nứt thật nhỏ. Một mảnh lớn lửa màu máu lan tràn ra, bao vây lấy thân thể của hắn. Bên trong ngọn lửa màu máu toát ra vô số hồ quang màu lam, lửa chậm rãi tán loạn biến mất.
Khí tức của Vương Trường Sinh uể oải, quy luân thật cũng đã bị phá đi, quần áo không che thân. Nếu không phải là Diệp Lâm hỗ trợ, hắn chưa chắc có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết nam tử áo bào màu máu. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, Diệp Lâm ngã xuống trên mặt đất, có rất nhiều tóc bạc. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên rất khó coi. Diệp Lâm trả giá tiêu hao tuổi thọ mới giúp hắn tiêu diệt được nam tử áo bào màu máu. Nếu Diệp Lâm gặp chuyện, Vương Trường Sinh thật không biết ăn nói như thế nào đối với Vương Triều Nguyệt. Hắn bước nhanh đi lên phía trước. Diệp Lâm còn thở, chỉ là tình nguyệt tổn thất nghiêm trọng, không biết tuổi thọ gã tiêu hao có thể bù lại hay không. Một khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh ôm Diệp Lâm bay ra khỏi hang núi, bay đi Hải Sâm Đảo. Non nửa tháng sau, bọn họ về tới Hải Sâm Đảo. Vương Trường Sinh trước tiên gọi Vương Thu Diệp, bảo Vương Thu Diệp xem xét thương thế của Diệp Lâm. Vương Thu Diệp tu vi quá thấp, chỉ biết là khí huyết của Diệp Lâm tổn thất nghiêm trọng. Kiều Thúc Công, tình nguyên của hắn tổn thất nghiêm trọng, ngất đi rồi. Nếu có thể, tốt nhất mời luyện đan sư bậc 3 hỗ trợ xem xét. Vương Trường Sinh gật đầu, phân phó, lấy danh nghĩa của ngươi, thu thập linh dược hoặc tài nguyên tu tiên bổ sung khí huyết. Chỉ cần có thể kiếm được, giá không phải vấn đề. Vâng, Kiều Thúc Công, cháu lập tức đi làm. Vương Thu Diệp đáp ứng, xoay người rời khỏi. Nhìn thấy Diệp Lâm hơi thở mỏng manh, Vương Trường Sinh nhíu mày. Vương Trường Nguyệt có bầu, hắn không dám thông báo với Vương Trường Nguyệt. Luyện đan sư bậc 3. Trong thời gian ngắn, Vương Trường Sinh đi đâu tìm luyện đan sư bậc 3 đây? Cho dù tìm được, đối phương sẽ thống khoái giúp hắn chữa chạy cho Diệp Lâm sao? Chỉ hoãn lâu, ai biết Diệp Lâm có thể hay không ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn lấy ra một cái túi trữ vật màu máu, đổ ra đồ vật ở bên trong. 7 món pháp bảo, 5 cái bánh xe màu máu, 1 tấm khiên màu máu, 1 khối ngọc bội màu vàng, mấy chục vỏ sò màu sắc khác nhau, 1 lượng lớn tài liệu yêu thú, trong đó có 5 viên yêu đan bậc 3, còn có không ít pháp khí, linh thạch. Vương Trường Sinh lần lượt đọc nội dung vỏ sò ghi lại. Không có bao lâu, hắn đã xem xong nội dung bên trong vỏ sò. Dấu ấn cá mập màu máu trên người Mạc Thải Vân thật ra là một loại dấu ấn đặc thù. Giống như Diệp Lâm đoán, ở phạm vi nhất định, kẻ làm phép có thể cảm ứng được kẻ bị làm phép tồn tại. Trái lại, thuốc độc có chút phiền phức, không có thuốc giải. Suy nghĩ một chút cũng đúng, ai chế ra một loại thuốc độc sẽ pha chế thuốc giải chứ. Dù sao kẻ pha chế không dùng thuốc độc. Không có thuốc giải, nhưng có một đống đan dược trì hoãn thuốc độc phát tác. Trong 5-6 năm, Mạc Thải Vân không có vấn đề. Cân nhắc đến thương thế của Diệp Lâm, Vương Trường Sinh cảm thấy phải tìm một vị luyện đan sư bậc 3 mới được. Vương Trường Sinh nhớ rõ Tô Bằng Bằng ở Hải Vực San Hô, không biết nàng quay về tông môn chưa. Nếu là mượn dùng quan hệ của Tô Bằng Bằng kết bạn một vị luyện đan sư bậc 3 thì tốt rồi. Tuy nói Diệp Lâm từng nói không thể khôi phục tu vi, nhưng Vương Trường Sinh vẫn muốn thử một lần. Nhờ đâu có linh đan diệu dược nào có thể giúp Diệp Lâm khôi phục tu vi thì sao? Nam tử áo bào màu máu tu luyện là huyết sát chân ma công, có thể từ luyện khí tầng 1 tu luyện đến kết đan tầng 9. Một môn công pháp này cần dùng tinh huyết người tu tiên luyện công, luyện hóa tinh hồn một con yêu thú, lấy tinh huyết người tu tiên làm chất dinh dưỡng, chậm rãi lớn mạnh tinh hồn yêu thú. Tu vi người tu tiên theo cấp bậc tinh hồn yêu thú tăng lên mà tăng. Tinh hồn yêu thú bình thường phong ấn ở trong cơ thể, khi đối địch thả ra thực thể đả thương địch thủ. Vương Trường Sinh cầm lấy ngọc bội màu vàng kia, cẩn thận quan sát. Mặt ngoài ngọc bội màu vàng có khắc một bức tượng Phật, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn như là bảo vật Phật môn. Nam tử áo bào màu máu rõ ràng tu luyện là huyết đạo công pháp, thế mà sẽ đeo bảo vật Phật môn sao? Khi đấu pháp, nam tử áo bào màu máu cũng chưa sử dụng ngọc bội màu vàng. Ngọc bội màu vàng hẳn là một món pháp bảo phụ trợ. Vương Trường Sinh cẩn thận quan sát chốc lát. Ngọc bội màu vàng không có công hiệu tu tập linh khí. Hắn thật sự nhìn không ra ngọc bội màu vàng khác thường. Đeo ở trước ngực, để vào trong quần áo, đã là pháp bảo phụ trợ. Hắn đeo một đoạn thời gian, hẳn là có thể phát hiện công hiệu này. Vương Trường Sinh lấy ra la bàn đưa tin, đánh vào một đạo pháp quyết phân phó. Thu Phong,
phái người đi phường thị Linh Miết hỏi thăm tung tích của một vị đệ tử Thái Nhất Tiên Môn tên Tô Băng Băng. Cô ấy là cháu gái đằng ngoại của ta. Nếu tìm được cô ấy, lập tức cho ta biết. Vâng, Cửu Thúc Công. Vương Trường Sinh gọi Mạc Thải Vân tới, lấy ra một cái túi trữ vật nói: Nhị thập nhất thẩm, ta đã giết tên tà tu đó. Cấm chế trên người thẩm chỉ là dấu ấn đặc thù nào đó, không có gì đáng ngại lắm. Nhưng độc trên người thẩm ta không giải được. Ta sẽ mời luyện đan sư bậc 3 ra tay giúp. Nhưng ta tạm thời không quen biết luyện đan sư bậc 3. Trong này chứa đan dược giảm bớt kịch độc phát tác. Thẩm cầm dùng trước đi. Trong 5-6 năm thẩm hẳn là không có việc gì. Phí dụng mời luyện đan sư bậc 3 ra tay, đổi thành điểm công đức, khấu trừ từ trong điểm công đức của thẩm. Một lần này có thể tiêu diệt tên tà tu kia, ta đã trả giá không nhỏ. Một lần này tiêu diệt tà tu, Diệp Lâm bỏ rất nhiều sức. Tình nguyên tổn thất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, không biết khi nào mới có thể thức tỉnh. Bụng Phương Trường Nguyệt còn lớn hơn. Mạc Thải Vân cắn chặt bờ môi đỏ mọng, nức nở nói: Trường sinh, đều là ta không tốt. Người chịu liên lụy rồi, nên khấu trừ từ trong điểm công đức của ta. Người một nhà, không nói lời hai nhà. Nhị thập nhất thẩm, ta hy vọng thẩm có thể hiểu. Chúng ta là người một nhà, có một số việc qua là qua, nhưng ta hy vọng thẩm lần sau đừng tự tiện hành động. Mọi việc cân nhắc rồi sau đó làm. Vương gia tuy nhỏ vẫn có thể che gió chắn mưa cho thẩm. Vương Trường Sinh nói thầm thía. Mặc kệ Mạc Thải Vân có nghe vào hay không, đoạn lời này hắn phải nói. Ta hiểu rồi, ta cam đoan không có lần sau. Mạc Thải Vân liên tục đáp ứng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần sau lại phát hiện đồng phủ tu sĩ cổ, nàng không dám một mình đi tìm bảo nữa. Nói thật, Vương Trường Sinh tự mình đi tiêu diệt tên tà tu kia, nguyện ý mời luyện đan sư bậc 3 hỗ trợ hóa giải kịch độc Mạc Thải Vân chúng. Trong lòng Mạc Thải Vân vẫn rất cảm động. Nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia tộc, cũng thật sự ý thức được cái gì gọi là gia tộc. Nhị thập nhất thẩm, mình giang thúc không còn nữa. Ta từng nói sẽ chiếu cố các người thật tốt, ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhưng ta hy vọng thẩm có thể biết hàm nghĩa thật sự của người nhà. Ta là thực sự coi ba người bọn Trường Thanh là đệ đệ muội muội. Trường Thanh đã là trúc cơ, Trường Tín, Trường Hân đã lập gia đình, thẩm cũng đã làm tăng tổ mẫu rồi. Con người có tư tâm là rất bình thường, nhưng phải có hạn. Mỗi một vị tộc nhân nếu chỉ lo mình, gia tộc đã sớm không tồn tại. Mạc Thải Vân gật đầu nghiêm túc nói: Trường sinh, lần này là ta không đúng, ta có thể cam đoan không có lần sau. Hy vọng thế, thẩm đi xuống nghỉ ngơi đi. Chuyện này đừng nói với bất luận kẻ nào. Ở trước khi giải trừ kịch độc trong cơ thể của thẩm, thẩm tốt nhất đừng nên ra ngoài. Giải trừ kịch độc xong, thẩm muốn đi nơi khác, ta sẽ không ngăn thẩm. Mạc Thải Vân lắc đầu nói: Ta sẽ không đi đâu cả, ta về sau chỉ ở lại Hải Sâm đảo. Trường sinh, ngươi tin tưởng ta, ta về sau chính là người của vương gia. Sống là người vương gia, chết là quỷ vương gia. Ta trước kia không rõ phu quân trước khi mất vì sao nhất định phải về Thanh Liên Sơn Trang, ta bây giờ hiểu rồi. Như vậy tốt nhất, thẩm đi xuống nghỉ ngơi đi. Mạc Thải Vân đáp ứng, xoay người rời khỏi. Sau khi Mạc Thải Vân rời khỏi, Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, chuẩn bị luyện chế pháp bảo. Đồng Hoàng, Thanh Liên Sơn Trang, phòng nghị sự. Vương Thanh Khải đang nói cái gì với Vương Thanh Sơn? Uông Như Yên chưa xuất quan, nhưng nàng trước khi bế quan dặn dò Vương Thanh Khải: Nếu Vương Thanh Sơn trở về, giao phục kim quả cho Vương Thanh Sơn, bảo hắn tới Nam Hải tìm Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh sẽ giúp Vương Thanh Sơn kết đan. Thất ca, phục kim quả giao cho người. Tộc nhân điều đi Nam Hải, ta đã sắp xếp rồi, 3 ngày sau có thể xuất phát. Chúc các người thuận buồm xuôi gió. Biết được Vương Thanh Sơn cần tới Nam Hải, Vương Thanh Khải đã để Vương Thanh Sơn dẫn đội, dẫn dắt 10 tu sĩ trúc cơ cùng 20 vị luyện khí tới Nam Hải. Gia chủ, gia tộc chúng ta sao đột nhiên toát ra nhiều tu sĩ trúc cơ như vậy? Trúc cơ đan rất nhiều sao? Vương Thanh Khải cười gật đầu nói: Kiều thúc Kiều thẩm mang về một lô yêu đan bậc 3, giao cho tứ ca luyện chế trúc cơ đan.
Nói tới khổ tứ ca rồi, luyện chế một lò trúc cơ đan cần mấy tháng, 10 viên yêu đan bậc 3 hắn phải cần mấy năm mới có thể luyện chế xong, còn phải dạy hậu bối luyện đan. Vương Thanh Sơn thở dài một hơi nói, một lần này đi Nam Hải còn không biết khi nào mới trở về, ta đi thăm tứ ca một lần đi. Không cần, tứ ca đang ở trong phòng luyện đan dạy Thiên Phong luyện đan, không có một năm tới năm rưỡi bọn họ là sẽ không đi ra. Huynh cũng đừng quấy rầy bọn họ luyện đan. Thất ca, lần sau gặp huynh, hy vọng huynh đã tiến vào kết đan kỳ. Mượn lời tốt lành của đệ, nhưng kết đan không dễ như vậy, ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu. 3 ngày sau, Vương Thanh Sơn dẫn theo 30 tộc nhân rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang. Gian mật thất nào đó, Vương Thiên Phong đang luyện đan, Vương Thanh Kỳ ở một bên dạy. Vương Thiên Phong bây giờ là trúc cơ tầng 4, ở dưới Vương Thanh Kỳ kiên nhẫn chỉ đạo, hắn đã bắt đầu luyện chế đan phương bậc 2 trung phẩm. Chờ trình độ luyện đan của hắn nâng cao một chút, Vương Thanh Kỳ sẽ dạy hắn luyện chế trúc cơ đan. Không qua bao lâu, một mùi khét cháy từ trong lò luyện đan bay ra. Vương Thiên Phong nhíu mày lẩm bẩm, lại thất bại rồi. Nghỉ ngơi một phen, nghỉ kỹ một chút nơi nào mắc lỗi, tu hành dựa vào cá nhân. Sư phụ dần vào cửa, có vài thứ ta có thể dạy cháu, có vài thứ ta không dạy cháu được. Vương Thanh Kỳ khẽ thở dài một hơi, nói thầm thía, vâng, từ ba công. Nam Hải, hải vực san hô, hải xâm đảo, mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, sắc mặt khá tái nhợt, một cây cờ phướn ô quang lập lòe lơ lửng ở trên không trung trước người, tán mắt ra một luồng linh khí dao động kinh người. Ở bên cạnh hắn phân tán một lượng lớn tài liệu luyện khí. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo.